vườn này sử dụng áp khí 2 năm, và mình nhỏ thì mình chỉ so sánh cái độ hao da so với vườn cà phê sống kế bên như thế nào nha các bạn. Cái phương pháp áp khí á, cà phê nhỏ nó sẽ tiết kiệm cho cây mình tầm khoảng 6 lần. Như đây bạn thấy nè, năm nay cái miệng cạo nó tầm khoảng 1 gang tay hơn đó, thì so với cái một năm nó chỉ tốn tầm khoảng 1 gang tay, và cái miệng cạo nó khá là bé như thế này, còn nó chỉ tốn 1/3 so với miệng cạo bình thường thôi, thì một năm nó sẽ tính ra và cái dâm cạo nó sẽ lợi hơn so với là cái cạo truyền thống tầm khoảng như mức độ này tầm khoảng từ 5 đến 6 lần đó. Và cái này năm ngoái bên đây thì nó lành da cây khá là nhanh, tại cái miệng cạo nhỏ nên cái da cây nó lành khá là lẹ, và hiện tại là tới thời điểm này cái sản lượng của vườn áp khí nó vẫn cao hơn vườn cạo truyền thống khá nhiều đó. Cạo truyền thống thì như cái lô cây như thế này là cạo tầm khoảng 40 kg thôi, còn cạo áp khí thì sản lượng nó đối vụ cho khá tốt. Mình coi cái dấu mũ ở cái tôi mình biết, và những cây khô miệng như thế này, hồi xưa khô miệng thì áp khí thì mũ nó vẫn chảy đều đặn trong 2 năm, chứ không bị khô miệng trở lại, không bị khô miệng phía trên đây. Thì bây giờ ở đằng sau nó sẽ có một cái vườn cạo truyền thống, mình sẽ so sánh cái độ hao da cây của hai cái vườn như thế nào. Thì vườn này áp dụng 3 năm thứ 2 nó chỉ tốn chưa tới một phần hai cái so với cạo một năm cạo truyền thống, tại vì nó mất da cây nó tầm như thế này thôi, và cái độ dài của dâm nó cũng chỉ hơn 1 gang tay một chút thôi. Đó là cây BB260, cây R4 thì nó còn tốn ít hơn, và nó chỉ tốn là về cái bề rộng nó tốn bằng 1/3 so với miệng cạo truyền thống, về bề cao nó tốn tầm khoảng gần 2/3 so với cạo truyền thống. Và bây giờ là cái vườn cạo truyền thống phía bên cạnh như mình thấy nè, hiện tại là bắt đầu cạo đục lên cao khá là cao, tại vì khi mà cạo đục kiểu này á thì cái dâm nó tốn rất là nhiều, tại vì do cái độ xéo của cái đường cạo nó rất là cao nên cái hao dâm rất là nhiều đó, và phạm cực kỳ nhiều luôn. Và hiện tại là hai cái vườn này cùng một thời điểm bắt đầu, vườn bên đây áp khí và vườn đây tiếp tục cạo truyền thống, thì rõ ràng cái vườn áp khí nó khai thác được rất là lâu dài, còn vườn cạo truyền thống thì ngoài cái việc cạo phạm ra khá là nặng và cái da cây nó tốn cực kỳ nhiều. Như vườn này như thế này là qua năm sau là có thể là hành lý cây rồi đó, cạo tới gỗ rồi gỗ hết, tại vì cái công ở đây, công cạo đục nó khó, và cái cạo phạm cực kỳ nhiều. Như vườn này qua năm sau là mũ rất là kém nè, do bị phạm nặng quá, phạm hai bên. Còn vườn áp khí của chủ vườn bên kia thì gần như cái cây của mình nó rất là nguyên vẹn. Đây, những cây ở trong là cạo đục giả mang luôn. Đây đó, cạo lau gỗ hết, lau gỗ kinh khủng luôn. Đây, và mình quay lại cái vườn mà bên đây là hoa áp khí cùng thời điểm năm trồng với cái vườn này, nhưng mà chúng ta thấy rõ là cái da cây nó còn rất là nhiều và sản lượng khá là cao. Năm thứ hai cao hơn năm trước. Đây, năm đầu tiên chủ vườn áp khí cạo miệng nhỏ, đây giống đám nếp cấp cũ phía trên nè, và qua năm thứ hai đây như đây thì rõ ràng cái vùng da cây còn khá là nhiều các bạn, còn một mặt bên đây nữa, còn nguyên một mặt nguyên bên đây nè đó, và trên thân đó còn rất là nhiều, và cây phát triển tốt hơn nữa, tại vì nó không có bị mất vỏ da cây kia, thì nó không có bị tình trạng là bị hư. Đây, da cây còn khá là nhiều, nên đó là cái sự khác biệt là cực kỳ lớn. Đây, một năm chỉ có như đây thôi đó, và đây là năm ngoái, da cây còn rất là nhiều các bạn. Nên cái phương pháp này và cái sản lượng nó năm thứ hai nó tăng hơn năm đầu đó. Bây giờ phương pháp này nó kéo dài cái thời gian khai thác ra rất là tốt, mà đồng thời là cái sản lượng nó năm sau nó cao hơn năm đầu, nó giúp cho chủ vườn nó đỡ cái công cạo đục và kéo dài thời gian khai thác hơn nhiều, và sản lượng nó sẽ tăng càng ngày càng tăng đó. Đây là một sự so sánh trực tiếp của vườn áp khí 2 năm,
là vườn cây thanh lý cùng một thời điểm năm trồng với nhau, là để cho các bạn thấy là cái được của cái phương pháp này là mình kéo dài thời gian KH lên cây. Đây, đục kiểu này thì mình chưa bao giờ thấy cái vườn nào mà đục như vườn này, cái vườn nào mà đục kiểu này hết, đục thẳng lên cao đó. Đó, đục như thế này bán gỗ còn khó nè, 3 năm sau nó đen gỗ hết cái phần mà bị phạm hết. Đây, một sự so sánh là khá là ấn tượng. Mình cũng có làm rất là nhiều những cái clip mà so sánh những cái vườn cây, nhưng mà vườn này mình thấy là thực sự là ấn tượng so với cái vườn áp khí. Ấn tượng cực kỳ. Đây, đẻo là đẻo này là đẻo gỗ luôn. Đẻo gỗ. Cây to như thế này mà đẻo không còn gì hết. Còn mình ghé lại qua cái vườn áp khí cũng cùng năm trồng, cùng thời điểm cạo, tìm thấy cái da cây còn rất là nhiều. Đây, da cây còn bên hông rất là nhiều. Đây, ở trên nguyên lành hết đó, khá là ấn tượng. Đây, da cây bên đây còn cả mặt cây luôn. À, 2 năm chỉ tốn một phần ít thôi, và ở trên là coi như chưa hề có một dấu đục. Đó, sự khác biệt mà rõ ràng luôn các bạn. Đây, cái túi nhúng này sử dụng 2 năm nè, chất lượng vẫn còn tốt, độ dẻo không hề hấn gì hết, và cào nhỏ như thế này là cái da cây lành rất là nhanh nè, lành lẹ. So sánh vườn bên kia và vườn bên đây, đó là một sự khác biệt rất là lớn. Nên có những vườn mà áp dụng áp khí 3 năm và vườn cạo truyền thống 3 năm so sánh với nhau, thì đó là một sự đáng tiếc, khi mà vườn cạo truyền thống cũng thừa nhận là nếu mà sử dụng phương pháp áp khí đúng phương pháp thì cái lợi về lâu dài rất là tốt, sản lượng mũ tăng đều, và mình cạo như thế này cũng khỏe. Cạo ngắn thì nó cũng đỡ công cán rất là nhiều, mình cạo ban ngày nữa mình không có cực khổ khi mà ban đêm mình phải đi ra vườn mình làm. Đó, da cây còn như thế này là cạo không biết bao giờ mà hết da cây. Đây, cái tái sinh của cái hàng cạo mình nhỏ rất là nhanh, bạn cứ nhìn cái mình cạo tái sinh năm ngoái nè, nó đùn ra nó làm rất là nhanh, không bị phạm. Còn cạo tái sinh năm nay cũng như vậy nè, da cây nó liền lạc lắm, nó không phạm gỗ, tại vì nó nhỏ nên cũng lành cũng lẹ. Đó, cái da cây không bị phạm. Còn bước qua cái vườn bên cạnh là cùng một cái cây bên đây, nó cũng to hơn một chút thôi, nhưng mà bên đây là vườn gỗ bán hơi khó nè. Đó, nên bạn nào nói là vườn áp khí mà gỗ bán mà bị có vấn đề thì mình chưa gặp trường hợp nào mà bên gỗ họ vô không mua mà họ nói có vấn đề cả. Vô họ kiểm tra, họ lấy cái khoan gỗ mà có cái lỗi to đó, họ khoan vô họ thấy thường mà họ mua giá tốt hết. Đây, còn như những vườn này thì chắc chắn là cái gỗ không mua nó sẽ giá nó không được tốt. Rồi, xin chào mọi người nhé, thì mình so sánh cho mọi người thấy rõ là cái phương pháp áp khí nó là cái phương pháp canh tác lâu dài, kéo dài cái thời gian khai thác cao su lên nhiều, và sản lượng nó tăng dần qua từng năm, nó giúp cho cây phục hồi nhanh và phát triển tốt, nên để ứng dụng để mình kéo dài thời gian khai thác, và cái cây mình nó ngày càng to ra thì cái gỗ mình bán nó có giá hơn, và khi cây ngày càng lớn thì cái sản lượng mũ tất nhiên ngày càng cao. Đó, quả là một sự khác biệt khá lớn khi mà bắt đầu hết năm thứ hai giữa hai vườn. Năm ngoái thì mình thấy nó còn cạo đục còn tương đối thấp, còn bây giờ là mình qua cái vườn đó là cạo đục quá cao đi. Lát nữa mình sẽ hỏi về cái sản lượng của vườn này để cho các bạn thấy rõ là sử dụng phương pháp áp khí đúng phương pháp thì sản lượng tăng nhiều, và đồng thời cái thời gian khai thác ra cây nó cao lên, nó dài hơn, và đồng thời là cái chất lượng về gỗ cây áp khí nó không bị tội phạm, nó sẽ và nó làm nhanh, thì nó giúp cho cái
cái gỗ của vườn cây nó đường kính nó tăng nhanh hơn, phanh cây nó phát triển lẹ hơn so với vườn cây truyền thống. Xin chào mọi người.